Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 11 tháng 4 của Kênh Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Theo tờ El Nacional, Mbappe đang cố gắng thuyết phục Messi ở lại PSG bởi sự hòa hợp của cả hai trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ. Cặp đôi này đã tạo nên một sức tấn công đáng gờm và Mbappe rất muốn Messi tiếp tục chơi bên cạnh anh tại PSG. Tài năng trẻ người Pháp nhận thức rõ chất lượng của Lionel Messi và đang cố gắng thuyết phục huyền thoại của Argentina tiếp tục gắn bó với đội bóng lớn thành phố Paris. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Messi và PSG bị đình trệ khi ngôi sao 35 tuổi muốn có sự đảm bảo về dự án rõ ràng của câu lạc bộ. Một vấn đề khác là PSG có nguy cơ vi phạm quy tắc công bằng tài chính khi phải trả một khoản lương khổng lồ cho Messi lẫn một số cầu thủ khác. Họ muốn thanh lọc lực lượng. Đồng thời, ban lãnh đạo PSG cũng nhanh chóng hành động để gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Argentina trước sự đe dọa ngày càng tăng từ Barcelona. Hôm 10 tháng 4, An Feiha đăng lại hình ảnh Ronaldo ngồi đánh cờ vua với Lionel Messi từng gây sốt trên mạng xã hội cách đây vài tháng. Tuy nhiên, đội ngũ truyền thông của câu lạc bộ này ghép mặt của đội trưởng Sami Al-Khabari thay vì dùng mặt của Messi kèm dòng trạng thái chiếu tướng. Bài đăng này thu hút gần 3 triệu lượt xem trong vài giờ qua. Đây được xem là hành động đáp trả của An Feiha sau khi Ronaldo cho rằng câu lạc bộ này chơi phòng ngự tiêu cực và không muốn giành chiến thắng. Các người không muốn thi đấu là câu nói của Ronaldo với Ali Azarkan khi cầu thủ số 26 bên phía An Feiha có hành động như muốn xin đổi áo sau trận. Sau đó, CR7 đi thẳng vào đường hầm với vẻ tức tối. Cựu sao của Real Madrid và Man United tịt ngòi trong trận đấu với An Feiha. SofaScore thống kê Ronaldo chỉ có một cú sút trúng đích, chạm bóng 39 lần và chuyền chính xác 79% trong 90 phút thi đấu. Mỗi khi có bóng, CR7 lập tức bị 2-3 cầu thủ của An Feiha theo sát. Trận hòa với Al Feiha khiến câu lạc bộ Anas bị đội đầu bảng Al Ittihad tạo cách biệt 3 điểm. Hôm 19 tháng 4, đội bóng của huấn luyện viên Garcia sẽ có trận đại chiến với Al Hilal trên sân khách. Bullscore app nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Lúc 2 giờ ngày 12 tháng 4 giờ Việt Nam, Bayern Munich sẽ có chuyến hành quân tới Etihad so tài với Man City ở trận đấu tứ kết lượt đi Champions League, một thử thách hết sức khó khăn đối với hùm xám xứ Bavaria. Trước trận đại chiến này, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đón tin kém vui về nhân sự. Cụ thể, tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting sẽ không thể ra sân vì chấn thương đầu gối. Lão tướng 34 tuổi gặp vấn đề về mặt sức khỏe ở trận đấu tứ kết cúp quốc gia Đức với câu lạc bộ Freiburg vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Sau đó, vắng mặt trong màn tái đấu chính đối thủ này tại Bundesliga. Đây thực sự là tổn thất lớn cho đại diện của Bundesliga, bởi dù đã 34 tuổi, nhưng phong độ của Choupo-Moting mùa giải năm nay là vô cùng ấn tượng. Chân sút này đang sở hữu số bàn thắng nhiều nhất cho câu lạc bộ Bayern Munich trên mọi đấu trường với 17 pha lập công sau 28 lần ra sân. Erik ten Hag vừa thúc đẩy bộ phận quản lý thể thao của Man United về việc sớm hoàn thành thương vụ chuyển nhượng hậu vệ đa năng Axel Disasi. Huấn luyện viên ten Hag yêu thích các trung vệ có khả năng đá cánh. Điều này sẽ mang đến sự biến hóa về mặt chiến thuật, nhất là khi hành lang cánh phải của Man United không đảm bảo được độ tin tưởng. Disasi đáp ứng được những yêu cầu về vị trí của huấn luyện viên ten Hag. Ngoài sở trường trung vệ, cầu thủ 25 tuổi người Pháp cũng đá tốt hậu vệ cánh phải. Phong độ của Disasi mùa này khá tốt, đặc biệt là khả năng tham gia tấn công. Trước sự quan tâm từ Man United, anh bày tỏ khả năng rời khỏi Monaco để phát triển sự nghiệp, tìm kiếm suất cùng đội tuyển Pháp dự Euro 2024 và World Cup 2026. Tottenham đứng trước những thay đổi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sau khi dự án bóng đá với huấn luyện viên Conte thất bại. Kế hoạch của Tottenham là đưa Ferran Torres trở lại với bóng đá Anh để làm mới hàng công. Torres từng thi đấu nổi bật trong màu áo của Man City. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Barcelona, hiệu suất mà anh thể hiện không cao. Huấn luyện viên Xavi Hernandez không thích sử dụng Ferran Torres. Hơn nữa, Barcelona đang phải giảm quỹ lương nên cầu thủ 23 tuổi này nằm trong diện thanh lý. Tottenham đặt vấn đề với mức giá 40 triệu euro. Phía Barca mong muốn thu về đúng số tiền vốn là 55 triệu euro đã bỏ ra cho Man City hồi tháng Giêng năm 2022. Theo báo cáo từ Fichajes, Liverpool đang mong muốn ký hợp đồng với ngôi sao chạy cánh Nico Williams. Sao Mai 20 tuổi gây ấn tượng mạnh khi khoác áo câu lạc bộ Athletic Bilbao. Williams từng góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ Tây Ban Nha tranh tài tại World Cup 2022. Dù chưa có nhiều đất diễn ở đội tuyển quốc gia, thế nhưng anh được xem là viên ngọc quý trong màu áo câu lạc bộ Athletic Bilbao. Hợp đồng hiện tại giữa Nico và đội bóng Tây Ban Nha có thời hạn đến năm 2024. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Nico Williams vào khoảng 50 triệu euro. Những tình huống leo bên tốc độ, giàu đột biến là điểm mạnh nơi Williams. Tuyển thủ của đội tuyển Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ cung cấp thêm chiều sâu đội hình,
chất lượng cho hàng công của Liverpool. Mùa giải năm nay, Nico Williams đóng góp 7 bàn thắng, 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. The Kop hứa hẹn giúp nâng tầm sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh sinh năm 2002. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chắc chắn mong muốn trẻ hóa đội hình, mang đến làn gió mới mẻ cho lối chơi tấn công của đội nhà. Arsenal, Chelsea là hai đối thủ cạnh tranh nặng ký với Liverpool ở thương vụ này. Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha tiết lộ Chelsea đang muốn ký hợp đồng với tiền vệ Gavi của Barcelona vào mùa hè này. Cầu thủ 18 tuổi đã đồng ý các điều khoản để chính thức trở thành cầu thủ của đội 1 Barcelona vào đầu mùa giải này. Nhưng câu lạc bộ đã không thể đăng ký anh do vi phạm giới hạn lương của La Liga. Điều này khiến Gavi vẫn đang thi đấu cho Barcelona dưới danh nghĩa cầu thủ đội trẻ và hưởng một mức lương khá thấp. Đại diện của Chelsea đã gặp người đại diện của Gavi tại Madrid 3 tuần trước với mục đích mở ra các cuộc đàm phán để mang Gavi về Stamford Bridge dưới dạng miễn phí. Chelsea muốn tận dụng tình hình phức tạp ở Barcelona và theo báo cáo, trong cuộc họp đó, giám đốc kỹ thuật của Chelsea Christopher Vivell đã bày tỏ ý định để Gavi trở thành cầu thủ chủ chốt của The Blues. Cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp và hai bên sẽ sớm gặp lại nhau. Mới đây, nguồn tin của trang Juve Life cho biết Chelsea sẵn sàng chi 44 triệu bảng cộng với sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo Juventus Dusan Vlahovic. Đại diện Serie A định giá trung phong người Serbia vào khoảng 60 đến 70 triệu bảng và đội chủ sân Stamford Bridge tin rằng lời đề nghị của mình sẽ thuyết phục lão phu nhân nhả người. Mùa giải năm nay, Dusan Vlahovic đã có 11 bàn thắng cùng 4 được kiến tạo sau 31 trận ra sân. Sở hữu kỹ năng săn bàn đa dạng cùng lối đá kỹ thuật nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Cựu chân sút của Fiorentina hứa hẹn sẽ là sự bổ sung hợp lý dành cho hàng công của Chelsea trong phiên chợ hè. Bản tin bóng đá tối ngày 11 tháng 4 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bundesliga app nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu. Thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.